tôi sẽ bảo món đầu tôi mua Shopee ở đó là cái giày da nam cá sấu phối vào phù hợp, giày da mềm công sở được. Thì giá của nó là 1.900.000 cả ship nhé. Bây giờ tôi sẽ mở hộp nhé. Rồi, các bạn mua sản phẩm này thì các bạn bấm link mô tả video dưới nhé. Tôi mình sẽ làm từng đây, các bạn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Chào các bạn.